mấy chị à, mấy chị mấy chị mà phải khuyên bây giờ đấy rồi, bây giờ cuối mùa rồi không có mực. Thăm nha, răng sáng rồi, bây giờ xuống xem là được nhiều chưa. Đấy, chim kêu rít rít đấy, chú rít đấy. Đánh bằng lưới à, lưới để xung quanh cái ruộng ngô. Một tên lưới tàng hình nhá, lưới tàng hình này nhìn không có thấy đâu, nhìn rất là tên lưới tàng hình này, nhìn từ vào bụi kia đi, mấy trăm luôn, lại phải đi kém thì chưa lạnh, này rét quá, cái này gọi là không rét quá nhưng mà gọi là rét rồi, nên là ít chim á, được mấy con. Đây là toàn bộ ngô đâu. Ngô chuẩn bị đến thu hoạch rồi này. Cánh lưới nữa đâu? Cắm vào chỗ nào? Cắm một cánh nhỉ? Ừ, thế đâu hả? Thế mà từ sáng là được gần trăm rồi còn gì? Gần trăm tên rồi.